Em xin chào tất cả các bạn nha. Bữa nay thì em đi mua sắm ở Kingston, London và em sẽ đi dạo chơi ngắm cảnh đẹp ở đây luôn. Quay cho các cô chú bác anh chị em nào mà yêu thích cảnh đẹp ở nước Anh xem cho vui nha. Đây là em đang đứng ở trên cây cầu nè, nhìn xuống cái dòng sông Kingston upon Thames. Nó rất là đẹp và nó nổi tiếng lắm. Bây giờ thì hãy cùng em đi khám phá nha. Trung tâm mua sắm á, nó nằm kế bên ở đây. Rồi mình ra ngoài này á, là nó có dòng sông. Và quán ăn, quán uống á, nằm ven đường nè. Thường ở đây á, là cái khu du lịch để cho khách á, đến đây tham quan. Nên có rất là nhiều nhà hàng và tàu ghe luôn á. Mình ra ngoài đây tham quan nha. Nơi đây á, là nhiều cái nhà hàng ven cái con sông. Rất là nhiều người yêu thích. Bởi nó thoáng mát á, và nó yên tĩnh nữa. Mình vừa ăn uống và vừa tận hưởng những cái cảnh đẹp á của sông nước ở đây. Mình được thấy là tàu ghe đồ á, nó chạy qua chạy lại nữa ha. Hiện nay á, thì các nhà hàng mà nằm ven cái con sông á, được nhiều người ưa chuộng á, bởi vì nó mát mẻ và nó dễ chịu nữa. Con sông nơi đây á, là nó chạy dài ra cái thành phố London luôn á các bạn. Ở đây á, người ta mở ra nhiều cái nhà hàng lắm bởi vì cái khung cảnh nó đẹp á. Em rất là thích đi cái con đường này. Nó cũng không có xa thành phố lắm. Nhưng mà thành phố lúc nào cũng đông đúc ha. Nhưng mà đi dọc theo cái con hẻm như vậy nè, nó rất là bình yên luôn. Ở đây là có nhiều cái nhà hàng lắm để cho bà con đi dạo chơi á, và ngồi ăn uống cái thưởng thức cái không gian nó đẹp. Họ có để cái menu ở bên ngoài á để mình có thể là nhìn được cái nhà hàng có những món ăn gì. Cũng dễ cho khách hàng ha các bạn. Cái đi vào đó thì mình đặt đồ ăn. Một cái không gian rất là đẹp luôn, thoáng mát và nó sạch sẽ nữa. Ở đây á, họ cũng có cho mình mướn tàu ghe để tự mình chạy chơi nữa đó các bạn. Và cũng có cái nhà hàng ở trên du thuyền nữa. Mình mua vé và mình ngồi trên đó đó, họ sẽ chở cho mình đi vòng vòng ngắm cảnh và ăn uống đồ ở trên du thuyền luôn. Nhà hàng ngay đây á, đẹp và nó thoáng mát á. Có nhiều du khách đến đây họ tham quan á. Mùa hè thì em thấy nó nhộn nhịp hơn. Hôm hổm mùa đông á, đi thì thấy cũng vắng vẻ. Bữa nay mùa hè đó mình đi dạo ở đây chơi ha. Coi bà con sinh hoạt ở đây như thế nào. Thường thì ở đây á, là du khách đến đây du lịch nè, để đi những cái con thuyền. Là mướn tàu ghe để chạy chơi. Ngay đây chứ cũng có nhiều cái để mình giải trí lắm. Họ đang chèo thuyền ở trên con sông cả các bạn. À, thấy vui quá ha. Bạn bè cái mình xúm lại á, mướn một chiếc ghe như vậy nè, cái chèo chơi và thi đua đồ cũng vui lắm á. Và bên kia thì cây cối đồ xanh um mà ha. Giờ còn xanh chứ 1-2 tháng nữa đó là sẽ lá vàng, cái nó rụng trơn luôn. Ở ngoài đó đó có cây cầu và cái đường lộ lớn á, để mình đi nhiều hướng khác nhau á. Cái tàu ghe đồ sẽ chạy ở dưới cái cây cầu. Ở trên đây là một con đường để mình đi bộ, và cái bên cái nhà hàng dòm ra cái là con sông. Đây là cây cầu nè các bạn. Hồi nãy mình thấy á, là bây giờ em đang đứng ở trên cây cầu là nó như thế này nè. Hồi nãy mình nhìn á, mình thấy cái cây cầu nó nhỏ ha, mà khi bước lên cây cầu á, nó rộng rãi trên đây ha.
chính giữa đó là xe chạy nè, còn hai bên đó là để cho bà con đi bộ á. Cái con đường này á, có rất là nhiều cái nhà hàng ha. Trời nắng á, họ để bàn ghế ở bên ngoài. Có thể là mình ngồi mình đón nắng và ăn uống nhắm cảnh và cái con sông nè. Em đi á, cái con đường này em rất là thích luôn á, nhìn tàu ghe đồ vui lắm. Cái con đường này á, nó có cái con sông á, nó mát quá trời luôn á cả nhà. Trời mà sắp vào thu á là thời tiết nó dễ chịu lắm, nó không có nóng và nó cũng không có lạnh. Tất cả xung quanh đây á là toàn là nhà hàng không à. Để mình vào cái con hẻm này ha. Hồi nãy giờ thì một cái con đường nó dọc theo con sông á, thì một bên sông một bên nhà hàng. Khi mình quẹo vào trong đây á thì cũng có nhà hàng nữa. Để khám phá trong cái con hẻm này á, coi có những gì nữa nha. Cũng là nhà hàng nữa rồi. Thì chắc xung quanh đây là tất cả là nhà hàng không à, bởi vì ngay đây là khách du lịch hay ghé tham quan á, thì hay có nhà hàng quán nước. Nhìn cảnh này thấy giống Việt Nam không các bạn? Ở Việt Nam của mình thì hay để bàn ghế ở ven đường ăn uống ha, nó vui. Ở nước Anh bây giờ á, nhà hàng quán ăn nào á cũng để ghế bàn ở bên ngoài vậy nè, bà con thích ngồi lắm. Xung quanh đây á, là những cái ngôi nhà của dân ở á, và cả văn phòng làm việc luôn. Ở dưới á, là văn phòng và quán nước, nhà hàng. Ở đây á, thì họ thiết kế á, cũng hay ha, vừa nhà ở và vừa văn phòng luôn. Ở đây có con sông nhỏ nhỏ dễ thương quá ha. Bây giờ mình sẽ đi xung quanh cái con hẻm nhỏ ha, xem bà con sinh hoạt và ăn uống trong những con hẻm nhỏ như thế nào nha. Khung cảnh thật là đẹp luôn á. Nhìn nó nhẹ nhàng ha các bạn, và nó bình yên ở trong này lắm, không có nhộn nhịp cho lắm. Đó, con hẻm nhỏ, cái họ để dài cái bàn ra ngồi uống vậy các bạn. Ở nước Anh á, thường trong những con hẻm nhỏ như vậy nè là có nhiều quán nước, quán trà lắm. Ở nước Anh là nổi danh là họ thích ăn bánh ngọt và trà lắm. Khi mà các bạn đến nhà thăm ai đó đó thì trước tiên là họ sẽ mời mình một ly trà nóng. Cũng có nhà hàng ở bên trong nữa đó các bạn. Ai muốn ngồi bên ngoài thì ngồi, thì cũng có người ngồi ở bên trong nữa nè. Ở đây con hẻm nhỏ mà một con đường cũng dài ha. Các chị em nào mà có cái cuộc sống thích nhẹ nhàng và nó bình yên á, đi ra ngoài chơi tìm những cái nơi này nè, đi vào đây uống nước á là hợp lắm. Ban đêm á thì các nhà hàng này vẫn mở luôn, và tàu ghe đó họ cũng chạy đưa du khách đồ đi chơi. Ban đêm á còn vui hơn ban ngày nữa đó các bạn. Đi tới đây cũng sắp hết một cái con đường hẻm nhỏ này nè. Nhà hàng không à. Giờ em sẽ chở ra bên ngoài bờ sông nữa nè. Ở đây có cây cầu đẹp quá ha. Bông hoa họ trồng hai bên. Ở nước Anh á, nhiều con sông và cây cầu lắm. Nghe nói là cầu á, và sông á, nhiều còn hơn ở nước Ý luôn á. Ở nước Anh á, có rất là nhiều cảnh đẹp thiên nhiên lắm. Với cũng tổ chức nhiều những cái hoạt động như là mình chạy bộ nè, đi bộ và leo núi, chạy xe đạp. Cho những ai thích thì họ tham gia chơi cho vui á. Còn ở đây á, là những cái thuyền á, mà người dân Anh Quốc á, họ không có muốn ở một chỗ ở trên đất liền, thì họ mua cái thuyền này nè. Họ sống và tất cả tiện nghi đồ á, nó có hết ở trong cái con thuyền này, như là mình ở trong cái nhà vậy đó. Tại vì họ thích á, sống ở trên chiếc tàu á, nó di chuyển đi nhiều nơi. Họ không có phải là thích ở yên một chỗ á.
nên cuộc sống của họ đó cũng khác với người mà sống ở trong cái căn hộ bình thường nữa cả nhà. Một chiếc tàu ở trên sông á, có giá 20 mấy cho tới 50 ngàn hơn nữa, tùy theo nó lớn nhỏ đó. Việc mà sở hữu một chiếc thuyền ở trên sông á, nó rất là đắt đỏ luôn á. Mình duy trì một năm á, là 3 ngàn mấy cho tới 4 ngàn á, bao gồm là giấy phép nè, chi phí đậu á, rồi bảo hiểm bảo dưỡng cho tàu nữa. Em thấy rất là đắt đỏ chứ đâu có rẻ ha cả nhà. Ở trong đó đó là nhà hàng, quán nước đồ nữa đó các bạn, rồi họ để bàn ghế dài ra tới ngoài đây luôn nè. Bây giờ còn sớm quá đó thì cũng hơi vắng vẻ đó, ít có người đi ăn uống. Về chiều chiều á thì đông đúc lắm. Bữa nào em sẽ trở lại đây vào buổi chiều á, quay cho các cô chú bác anh chị em xem ha. Coi chiều tới á, ở đây họ đông vui và sinh hoạt như thế nào ha. Còn ngay đây là cũng có những cái băng ghế cho khách ngồi nghỉ mệt và nhắm cái con sông. Xung quanh cái thành phố này á, cũng có nhiều cái công việc và cơ hội làm việc cho các bạn trẻ lắm. Nên người dân Anh Quốc á, họ hay chọn cái thành phố Linh Đình để sống và làm việc. Như các em mà sinh viên á, cái cuối tuần thì đi vào những cái quán nước và nhà hàng vậy nè các bạn, làm thêm cuối tuần để kiếm thêm thu nhập á. Chỗ này là nhà của người dân ở chứ không phải là nhà hàng. Chiều đứng ra đó ha, nhìn tàu ghe cũng vui ha. Nhìn mấy em chim với mấy em vịt á, lội tung tăng ở con sông thấy thương quá ha. Nước Anh bây giờ á, đang vào mùa thu á, nên không có còn nắng nữa. Mà trời á, thì không có lạnh cho lắm á, gió mát mát. Mùa thu là cái mùa đẹp và khí hậu á, mọi người ai cũng thích nhất ở trong năm luôn á. Đi dạo nó không có biết mệt luôn á, mát mát thích lắm. Ở bên này á, mà ngày thường á, không có phải cuối tuần á, nơi mà vui chơi đông đúc á, là toàn là khách nước ngoài không à các bạn. Họ đến đi du lịch đó, chứ bên này mà ngày thường ở trong tuần á, bà con ai cũng bận đi làm hết à. Cuối tuần á, thì có người cũng muốn đi chơi, mà có người thì họ cũng mệt mỏi á, muốn ở nhà nghỉ ngơi chơi với gia đình. Ở đây là mấy cái chiếc tàu nè của bà con á, họ sống ở dưới đây, và có những chiếc thì mình cũng mướn để chạy vòng vòng được. Mấy cái em vịt này dễ thương quá ha, cổng. Một cái con đường này á, mình đi hoài xuống dưới á, là một bên cũng sông và một bên cũng nhà hàng vậy á. Nhưng mà khúc ở trên này á, thì nó cũng nhộn nhịp, có khách du lịch đồ đông, chứ tuốt ở dưới thì cũng hơi buồn. Thưa thưa ra đó thì mới có cái nhà hàng quán nước. Còn ở đây á, thì mình thấy quá trời nhà hàng luôn ha. Có chiếc tàu rất là to luôn nè cả nhà, đang chở khách đi ngắm cảnh á. Ngồi ở trên đó ngắm cảnh đã luôn ha. Ngồi ở trên du thuyền á, cái chạy đi từ từ mình ngắm cảnh à, thấy thích quá ha cả nhà. Khách mà qua nước Anh chơi đó họ thích đi tàu lắm. Các bạn mà qua nước Anh du lịch đó, từ tháng 6 cho tới tháng 9 đó, thời tiết nó ấm áp, và trong những cái tháng đó đó bầu trời nó xanh đẹp và ngày nó dài nữa. Những cái tháng khác đó, thì nó hơi lạnh đó, trời nó không có đẹp. Ở mà nước Anh đó, những người mà sống gần đó, họ chọn qua nước Anh để sinh sống đó, nhiều lắm. Thứ nhất là có công việc nè, rồi làm tiền lương thì nó nhiều hơn cái nước của họ nữa đó. Và qua đây nó có nhiều quyền lợi cho các em nhỏ, như là đi học thì cũng được miễn phí, rồi các em nhỏ đó cũng được tiền trợ cấp của chính phủ á, cho các em nhỏ. Và khi mà mình đi nhà thương bác sĩ á, đều miễn phí hết.
nên ở nước Anh á, nhiều người họ thích qua đây sinh sống lắm, cứ qua đây làm việc họ thấy thích đó, là cái họ chọn ở đây để sinh sống luôn. Thì mới ban đầu họ cũng chọn qua đây để làm việc á, rồi sau đó họ ở luôn. Cái chỗ này để mình mua vé đó là mình xuống tàu chơi nè các bạn. Ở nước Anh á, có nhiều cái địa điểm để mình tham quan lắm. Mình đi ở trên á thì cũng có nhiều địa điểm, mà ở dưới sông như vậy nè, họ cũng chở cho mình đi xung quanh ngắm cảnh nhiều nơi. Các bạn có thấy là cái chỗ mua vé xuống tàu á có giống bên Việt Nam không các bạn? Chiếc tàu rất là to luôn ha, chở nhiều khách lắm. Tàu đang chạy đó đó là của cảnh sát á cả nhà. Ở dưới sông cũng có cảnh sát, mà ở trên bờ á cảnh sát cũng đi vòng vòng nhiều lắm. Ở nước Anh á em thấy cũng dễ sống nữa, cho nên những người mà ở đây họ nói nghèo á cũng không có lo lắng gì hết. Không có nhà thì nhà nước cấp cho ở á, còn không có công việc làm thì nhà nước cũng hỗ trợ tiền cho sống, hay là bệnh hoạn gì thì cũng đều miễn phí, không có tốn tiền gì hết á, nên họ cũng không có lo âu gì. Còn như bên Việt Nam á, nghèo một chút thì cũng hơi lo lắng ha cả nhà. Ở trong đó đó là trung tâm mua sắm á các bạn, rồi ở dưới là văn phòng, nhà cửa ở cũng có nữa, xây dựng lên thấy đẹp quá ha. Ở đây mà gần thành phố á, thì những cái tòa nhà đó nó cao lắm. Cuộc sống ở nước Anh á, thành phố thì lúc nào cũng sôi động ha. Còn những cái con hẻm á, mình nhìn nó yên bình và cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm. Ở đây á là cũng nhà hàng nè các bạn, có phía trên đó đó, mình lên đó ngồi ăn uống ở bên ngoài đó, nhìn ra mé sông tuyệt vời luôn ha. Ở đây thì họ không có để bàn ghế bên ngoài, nhưng mà có ở bên trên á, mình lên đó ngồi. Đây có mấy chiếc tàu nè, các bạn biết điều chỉnh nó đó thì mình tự lái đi một mình. Còn nếu không biết á, thì cái chủ tàu á, họ sẽ chở cho mình đi. Họ đậu đây quá trời nhiều chiếc luôn nè. Thường nhà hàng những cái khu như vậy á, là khách du lịch họ đến đây tham quan và vào ăn uống á, chứ cũng ít người mà Anh Quốc á, sống tại đây đi lắm cả nhà. Hồi nãy giờ mình cũng đi dạo và khám phá hết ở ngoài bờ sông này rồi ha. Bây giờ em sẽ đi vào bên trong, cũng đi những cái con hẻm nhỏ nữa, mình xem coi người ta sinh hoạt ở trong đó như thế nào nữa nha. Ở đây á là có cái khu ẩm thực nè, nhưng mà nó cũng nhỏ thôi, không có nhiều đồ ăn á. Chị này em thấy đang cắt cái xà lách nè các bạn, bỏ vô cái máy cắt là thấy nó nhanh và hay quá ha. Họ buôn bán mà phải có máy móc đồ như vậy nè, nó nhanh ha, chứ mình sắt là nó lâu lắm à. Ở đây có anh này thấy đang đang nấu luôn nữa nè các bạn.
ảnh đang xào cái hành hay gì đó. Đó, cũng đem ảnh để lên cho em xem á. Ở đây á, là cũng cái địa điểm để khách du lịch đến tham quan á, nên nhiều quán ăn quán uống lắm. Họ ngồi ở bên ven đường cái ăn uống, thấy nó thư giãn quá ha. Không ấy thì mình cũng ngồi trò chuyện đồ chơi. Ở đây có chiếc xe kem nè. Mấy em này cũng đứng chờ đợi để mua kem á cả nhà. Cuộc sống mà mưu sinh á, ở trên chiếc xe bán kem như vậy á là cũng sống được rồi đó cả nhà. Họ chỉ bán được có mấy tháng hè thôi, chứ còn mùa đông là không có bán, thì họ sẽ làm cái công việc khác. Dài dài đây nữa là cũng quán ăn quán uống, rồi để bàn ghế đồ ven đường, cũng con hẻm nhỏ nữa. Hồi nãy mà mình ở ngoài mé sông á, thấy mấy cái tòa nhà đó là ở trong đây á các bạn. Ở trong đây là trung tâm mua sắm nè. Đây á, có nhiều cái quán nước á, không có cái chỗ mà để bàn ghế bên ngoài, thì họ sẽ mướn cái chỗ này nè, để bàn ghế cho bà con á, mua xong cái ga đây ngồi. Ở trong này á, là cái trung tâm mua sắm, đi chợ đồ ở trong này nè. Hồi nãy giờ thì cũng đi dạo chơi với các cô chú bác anh chị em, cũng đã hết rồi. Bây giờ thì em vào để đi chợ. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày nay nha. Bye bye tất cả các cô chú anh chị và các bạn.